FC Hồ Văn Cường tiếp tục xuất bản tập thơ mang tên Một ca khúc có lượt view khủng trong chương trình của doanh nhân Bầu Thụy tài trợ. Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, sau khi Hồ Văn Cường ra riêng hoạt động độc lập, được sự giúp đỡ của Bầu Thụy, danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã có ca khúc triệu view đầu tiên tại Ninh Bình, quê hương của doanh nhân Bầu Thụy. Ca khúc Cõng Mẹ được ca nhạc sĩ Sơn Hạ viết tặng riêng cho Hồ Văn Cường. Sau đó giọng ca Đất Gò Công đã trình bày ca khúc này tại một sân khấu ca nhạc nhân lễ kỷ niệm 200 năm thành lập danh xưng Ninh Bình. Tuy chỉ là một ca khúc hát live trình diễn ở sân khấu ngoài trời và sau thời điểm Hồ Văn Cường bị vỡ giọng, nhưng video ca khúc Cõng Mẹ đã bùng nổ. Đến hiện tại ca khúc này đã có gần 7 triệu view sau khi nam ca sĩ đăng tải lên YouTube. Mới đây một người hâm mộ Hồ Văn Cường đã cho xuất bản tập thơ của mình viết về Hồ Văn Cường với cái tên thân thương là Cõng Mẹ, trùng tên với ca khúc triệu view của nam ca sĩ trẻ. Tập thơ bao gồm những bài thơ mà người này viết từ khi Hồ Văn Cường gặp phải sóng gió đến khi ra riêng hoạt động độc lập. Cụ thể tác giả tập thơ chia sẻ trên nhóm FC của Hồ Văn Cường như sau. Kính chào cả nhà FC Xanh Đọt Chuối, thưa Đức xin được giới thiệu tập thơ Cõng Mẹ, Hồ Văn Cường. Tập thơ được tuyển chọn trong những bài thơ của Thừa Đức viết về Hồ Văn Cường trong khoảng thời gian cuối năm 2021 đến năm 2024. Tập thơ đang in và phát hành trong nội bộ FC Xanh Đọt Chuối Hồ Văn Cường. Thừa Đức sinh ra và lớn lên ở một miền quê tỉnh Bình Định, vốn dĩ chưa từng viết thơ cho trang báo hay tham gia một cuộc thi viết nào. Nhưng vì thương Út Cường, cậu bé hiền lành chân chất như con chim non ngơ ngác giữa bão giông, gánh chịu những thiệt thòi trên đôi vai gầy bé nhỏ. Thừa Đức đã cùng mọi người đồng hành, đi và dõi theo chặng đường trở về của cậu bé. Bỗng dưng Thừa Đức được nhiều người dành tặng, gọi với cái tên trìu mến, nhà thơ Xanh Đọt Chuối, Thừa Đức rất vui và cảm động. Trong suốt cuộc hành trình, buồn vui hòa theo dòng cảm xúc, Thừa Đức đã viết rất nhiều bài thơ, dành tặng cho Út Cường và nhà Xanh Đọt Chuối. Những lời thơ là những cảm xúc thật đong đầy, mong rằng tập thơ sẽ lưu giữ mãi về sau, sẽ là một kỷ niệm thật đẹp. Cậu bé Út Cường hôm nay đã trưởng thành, là một chàng ca sĩ nổi tiếng, chắc không thể ngờ rằng có cô Thừa Đức vì thương con đã viết trên cả trăm bài thơ để lan tỏa và bảo vệ hình ảnh cho mình. Thừa Đức đã xin phép và được sự đồng ý của trưởng FC Xanh Đọt Chuối Dương Phúc cho phát hành tập thơ với chiều hướng lan tỏa tích cực đến với mọi người. Cảm ơn nhiều ạ. Cảm ơn chàng trai trẻ Thịnh Hồ đã tuyển tập thơ và giới thiệu tác giả, ca sĩ Hồ Văn Cường cho phần mở đầu. Thừa Đức xin dành tặng 20 cuốn, tập thơ đang in trong giai đoạn hoàn thành. Mọi người có nhã hứng và yêu thơ Thừa Đức viết về Hồ Văn Cường, hãy đăng ký dưới bài hoặc qua Zalo Thừa Đức 0369 624 037. Chốt đủ số lượng Thừa Đức sẽ công bố danh sách và chuyển giao đến ạ. Mưa bất chợt ướt mềm mái tóc, đau nhói lòng em khóc nhớ ai. Nước mưa ướt sũng hai vai, pha dòng nước mắt cho ai đau buồn. Tình lạc bến mưa tuôn nước đổ, nuột da em anh khổ bao lần. Tình ta lạc giữa nhân gian, mây ngàn giữa núi vội vàng lẻ đôi. Mưa mơn trớn đôi môi chín mộng, thắm ngực trần lòng lòng đôi tay. Tình yêu ngày ấy đắm say, bây giờ lỡ hẹn đêm nay lạnh lùng. Mưa xối xả mông lung da thịt, giọt nhớ thương thánh thót khẽ rung. Nhớ chân hương tóc hòa chung, cơn mưa bất chợt xanh vùng đất khô. Bao khao khát hư vô sao xuyến, nước vô tư lưu liếng hơi men. Màu hoa cũ vẫn thân quen, dù bao năm tháng làm hoen đôi bờ. Cỏ sơ sát mong chờ mưa ướt, thấm vụt lên ướt mượt xanh mềm. Bồi hồi góp nhặt gom thêm, cơn mưa mùa hạ nhớ đêm cuộc tình. Và xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Lời đầu tiên thì kênh xin gửi đến quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chương trình ngày hôm nay mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng đến với nội dung sau đây. Xúc động với dòng chia sẻ của fan Hồ Văn Cường, vé máy bay đang tăng cao trong dịp lễ 30 tháng 4. Một nhóm FC của Hồ Văn Cường đánh đo trong việc chọn phương tiện di chuyển, chuẩn bị đua show của nam ca sĩ tại Amazing Show Đà Lạt. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ lại bài viết của một tài khoản đã đăng trong nhóm FC của Hồ Văn Cường miền Bắc, nói về tình hình phương tiện di chuyển trong dịp lễ gặp khó khăn khi mà giá vé các phương tiện di chuyển đang tăng cao.
Cụ thể thì bài viết của tài khoản này chia sẻ như sau: Amazing Show chờ FC xanh đột chuối. Tháng 4 đang lặng lẽ trôi dần về những ngày nửa sau của tháng. Điều đó có nghĩa là ngày 30 tháng 4 đang đến gần. Cái hẹn Đà Lạt đang chờ đợi nhà xanh đột chuối. Sau lần này tôi biết các fan xanh đột chuối có đôi chút phân vân, đắn đo và khó khăn. Bởi vé máy bay ngày nghỉ lễ đến sân bay Liên Khương mỗi ngày một nhích cao thêm. Những tin nhắn rủ nhau rồi bàn bạc, hay là đi ô tô, đi máy bay thì đi ngày 29 hay ngày 30. Rồi thì những cái tin, những cuộc điện hẹn hò, động viên nhau, cố gắng đi ủng hộ con trai, bán vé chậm quá. Tôi mỉm cười mừng cho cậu. Tôi không biết từ giờ đến ngày biểu diễn, vé show có được bán hết hay không, nhưng tôi vẫn nhận thấy cậu là một chàng trai hạnh phúc nhất. Bởi các mẹ đến với cậu không đơn giản chỉ là để xem cái nhạc, mà họ đến với cậu để ủng hộ tinh thần cho đứa con yêu thương. Hành trình đến Đà Lạt của các bà, các mẹ nhà xanh đột chuối có một loại hành lý đặc biệt mang tên tình thương. Còn gì ngọt ngào hơn, còn gì hạnh phúc hơn. Tôi tham gia một nhóm Zalo gần 200 thành viên của FC xanh đột chuối miền Bắc. Mỗi ngày mở mắt ra là tôi nghe các bà, các mẹ động viên nhau tích cực đẩy view cao hơn cho con. Các mẹ ơi, các mẹ ơi, cố gắng sắp xếp đu show đông vui ủng hộ con. Và kết thúc một ngày trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn đọc được những tin nhắn cày view cho con. Các mẹ ơi, tôi nhiều lần tự hỏi đây là nhóm fan hâm mộ của một ca sĩ hay là gia đình lớn của một cậu con trai nhận được đầy đủ yêu thương. Có lúc tôi đọc được những tin nhắn kiểu như mình nhớ nó hơn cả con mình vậy. Lúc đi gặp nó thì sung sướng rộn ràng như thiếu nữ đang yêu, mà khi trở về thì cảm giác nuối tiếc, mất mát, làm mình lần nào cũng khóc. Kìm lắm thì rơm rớm nước mắt, không kìm thì khóc to như trẻ con vậy. Yêu thương đến thế là cùng. Ừ thì vé máy bay có hơi đắt, thì đi đường ô tô có hơi xa, nhưng tôi tin rằng động lực gặp lại trái đẹp sẽ khiến các bà, các mẹ vượt lên mọi khó khăn thử thách. FC xanh đột chuối ơi, Amazing Show đang chờ. Hồ Văn Cường, mây trời Đà Lạt, nhạc lời ru Dương Tử đớp cầu. Nón xanh màu áo, điểm yêu thương, sương lạnh mờ, buông chiều hư ảo. Vượt đường xa tủa hương xanh chuối, mang yêu thương sưởi ấm chiều mây. Vẫn đâu đây điệp khúc tương phùng, gia đình lớn hiệp cùng cháu nhỏ. Ánh tà dương hòa theo tiếng nhạc, Đà Lạt hồn hon tiếp chiều mơ. Sương phủ mờ cảnh sắc thơ vần, bâng khuâng ngắm đồi thông trên trường dốc. Dù đang xa cách lòng vẫn tưởng, thương bế nơi nào dạo đêm trường. Nhớ nhà xanh chuối nhớ người thân, thềm thung lũng thông reo canh vắng. Đêm chợt nghe gió lạnh tìm về, buồn không tên bước nhỏ lê thê. Đê mê chậm nửa đêm ngồi phố, bước vô định nỗi lòng trang chứa. Sang ngàn khơi nơi bếp lửa mong chờ,